Tới với các khu chợ châu Á dịp này ở ngoại ô Washington DC, có một thứ mà người ta dễ nhận thấy nhất, đó là biểu tượng chú chuột vàng có mặt ở khắp nơi, bên cạnh các món đồ phục vụ một cái Tết âm lịch. Do cuộc sống bận rộn, Tết lại không được nghỉ dài ngày, nên người Việt ở Mỹ thường đi sắm Tết khá muộn. Nhiều người thậm chí còn chọn chiều trong tuần để đi cho thảnh thơi. Vì thế mà hàng hóa phục vụ Tết, từ các loại bánh kẹo cho tới mứt Tết, giỏ quà biếu, cho tới thời điểm cận Tết như thế này, vẫn còn khá nhiều tại hầu khắp các khu chợ. Mặc dù nhiệt độ thì có thấp hơn, tuy nhiên thời tiết tại khu vực ngoại ô thủ đô Washington vào thời điểm này thường có mưa phùn, rất giống với thời tiết tại khu vực miền Bắc Việt Nam thời điểm giáp Tết. Và rõ ràng cái thời tiết này đã tạo ra một cái không gian Tết đậm đà hơn cho những gia đình người Việt sinh sống ở đây. Những khu chợ châu Á rất phổ biến ở ngoại ô thủ đô Washington và hầu như mỗi khu dân cư đều có một khu chợ như vậy, phục vụ các cư dân gốc Á ở đây. Tuy nhiên đối với những gia đình gốc Việt thì khi đi sắm Tết, hầu hết chỉ tìm tới các khu chợ của người Hoa, Đài Loan hay người Việt, chứ ít khi tìm tới các khu chợ của người Nhật, người Hàn. Bởi các loại hàng hóa Tết ở đây gần gũi và phù hợp hơn với phong tục đón một cái Tết truyền thống. Nếu chỉ tìm mua những thức quà Tết đơn giản, ví dụ như là mứt Tết hay là bánh kẹo thì bạn có thể tìm tới các khu chợ châu Á. Tuy nhiên nếu bạn muốn tìm mua những món quà Tết đặc biệt Việt Nam, ví dụ như bánh chưng, bánh tét, giò thủ hay giò lụa, thì tất nhiên bạn vẫn phải tìm tới với những trung tâm của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington. Đó cũng là lý do vì sao các trung tâm của người Việt vào thời điểm này ngày nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Nhiều bà nội trợ kỹ tính thường tìm tới các khu chợ châu Á để mua bánh kẹo, mứt Tết với giá thành hạ hơn một chút, sau đó mới tìm tới các cửa tiệm và trung tâm của người Việt để mua bánh chưng, bánh tét, giò lụa, giò thủ và các loại đồ ăn thức uống đặc trưng khác. Có thể nói đó cũng là một cách sắm Tết vừa tiết kiệm, vừa tận hưởng cái thú lang thang các khu mua sắm Á Đông dịp Tết cận kề của nhiều người.